quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây của con. Ngày mới thì cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì tiếp tục đêm hôm nay ở nhà của em Sang thì con sẽ quay cho cô chú xem tham khảo một số cái mẫu chậu của em Sang muốn giao lưu ha. Con mời cô chú gặp em Sang ha cô chú. Dạ dạ, tiếp tục con cũng xin kính chào và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì cũng đáp ứng nhu cầu là mấy cô chú anh chị hôm gài cũng hỏi thăm chậu á. Chẳng con hôm gài cũng tranh thủ đi gom được một ít chậu gồng lớn lớn á, muốn giao lưu quý cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có hỏi thăm con á thì bây giờ mình có clip mới á, nếu mà có yêu thích á thì ủng hộ tiếp con. Con cảm ơn. Dạ. Dạ, đầu tiên là cũng là một cái chậu gồng sáo, gồng trơn. Dạ. Rồi, một cái chậu gồng trơn. Chậu nha. Chậu này là chậu Biên Hòa. Dạ. Rồi. Chậu Biên Hòa. Dạ, cũng cái này làm tích hả em hay là có bị gì không? Dạ, nó cho có chỗ này nè, nó nẻ lò chút xíu rồi. Đây đây. Dạ, nó nẻ lò nó vô được cái dành chút xíu rồi chứ không phải là bị găng nứt. Nẻ lò ha. Dạ. Không phải găng nứt. Đó, cái cô chú thấy rõ ha. Dạ. Ngoài ra thì còn cái gì nữa không em? Dạ hết rồi, chậu lành. Chỉ có cái đó thôi. Dạ, chậu lành nguyên si. Một cái chậu rồng trơn ha cô chú. Dạ. Chậu này bự nặng lắm, đắp nổi cộm luôn. Chậu đắp của Biên Hòa ngày xưa quý cô chú. Dạ, chậu xưa. Đây. Đó, cái mét này nó lên găng 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 hết trơn rồi. Dạ. Rồi, một cái chậu khá là liền lạc cô chú ơi, chỉ có bị nẻ lò thôi, một cái lỗi nhỏ thôi. Rồi, thông số mình cho cái thông số kích thước luôn ha. Cái này con chỉ đo phủ bì. Phủ bì nó được là 73. À, cái chậu khá lớn ha cô chú, phủ bì 73 ha. Lọt lòng là 60 nè quý cô chú. Rồi, lọt lòng dạ. Là 60. Đúng thước luôn. Đó. Sâu lòng nó được là 37, chậu sâu, lớn. Dạ. Sâu 37 ha. Nè, trong lòng nè, đó. Cái này là do trời mưa ha cô chú. Dạ, dạ. Do trời mưa thôi chứ không phải là gì hết. Rồi. Rồi. Cô chú anh chị xem mặt đáy. Đây. Dưới đáy ha. Đó. Đáy thì nó cũng khá là liền lạc ha. Dạ. Thấy được đây nó mẻ tí xíu chỗ này thôi cô chú. Dạ dạ. Nó có mẻ chút xíu. Đấy. Rồi, còn ngoài ra là không có bị gì hết. Cái này mẻ không đáng kể cô chú ơi. Chậu này nặng lắm quý cô chú ơi. Xớt một miếng nè. Dạ. Đó. Rồi, cây này giá giao lưu sao đây em ơi? Dạ, cái chậu gồng này con xin giao lưu là giá là 3,2 triệu. 3,2 triệu ha. Dạ. Một cái chậu con gồng bao lớn cô chú ơi. Con bao ship 200 cây thôi. Tại vì bây giờ cô chú anh chị thông cảm thì con là cái phí ship của mình nó cao á. Cây này đóng cái thùng 2 cây chà bá vậy nè. Rồi. Mình nhét vô đóng chiếc quá nó bể. Dạ. Buổi tối quay chậu rõ nét hơn nữa ha cô chú. Dạ. Cái lỗi gì là hiện ra hết. Rồi. Đó, cô chú thấy rất là rõ luôn. Tiếp em cái anh hai. Rồi, đổi luôn em ơi. Dạ. Đi qua đây đi. Coi dừng chơi. Rồi, tiếp theo mẫu số 2 là cái gì đây? Rồi, đứng bên đây. Dạ, mẫu số 2 cũng là một chậu gồng luôn quý cô chú ơi. Nhưng mà cái này là rồng vẫy. Nãy rồng trơn ha, cái này dạ. Rồng vẫy. Rồi, cái kia là rồng trơn ha cô chú. Sao còn cái này là quá. Còn cái này là rồng vẫy ha. Rồi. Dạ. Cái này nó sắc nét hơn. Nhìn rồi. Nó rất là sắc nét ha. Dạ. Đó. Cái này là đồ xưa, đồ Biên Hòa xưa nha quý cô chú. Dạ, mấy cái chậu lớn lớn bây giờ mình mua nó cũng nó khô rồi, hàng quay, rồi quay, quý quay chú mạnh đi. Dạ. Một cái chậu rồng vẫy ha cô chú đây. Dạ. Những cái đường vân, những cái đường đắp nổi nó rất là dày luôn. Dày cộm lên mà đặc biệt là cái màu sắc nó còn rất là rõ nét ha. Cái chậu này cốt dày lắm. Cốt dày ha. Dạ. Rồi bữa nay nó lên cốm đồng hết trơn nè. Nè, bữa nay mình không có gõ được ha. Dạ. Đó. Cây này cốt nó dày thì miệng dày trơn. Rồi. Dạ. Cái chậu này chậu lành. Thì chậu bây lành giờ ha. Bây giờ mà thời buổi bây giờ mà kiếm mấy cái chậu gồng sáo nó lành lành về muốn giao lưu với cô chú á thì nó hơi khó khăn cho con. Rồi. Dạ. Chậu mấy này chú chậu chị thông cảm. Khá lớn cô chú. Chậu này là chậu lành luôn ha. Phủ bì nó được là 73. Phủ bì 73, lọt lòng thì như đây cũng lọt 60 ha. 59 thôi. 59. Cái này nó mắc hết một gem rồi. Rồi. Dạ.
sâu lòng nó 37. Dạ. Sâu là 37. Đó. Chậu lành lành tích luôn. Và cô chú anh chị thông cảm tại sao mà mấy cái chậu này bán nó giá nó hơi cứng chút xíu là do cái đường là này mình là do cái đường lò thôi ha. Nó hay bể. Nó có một đường ở trên thân đó là cái đường lò ha. Dạ. Đâu đâu đâu. Cái đường nào vậy anh? Đây, em quay lại. Đây, đường này nè. Đường này là cái đây. Cái đường. Đúng rồi. Đường này ha anh. Đúng rồi. Cái đường này là đường giáp mấy lò nè. Cái này là kế bên này, kế bên này nè. Dạ. Đúng rồi. Cái đường này là đúng cái rồi. Đường con rồng, đường thăng giống như cái ngày xưa mình vẽ, mình quệt cái cây đường vẽ của mình á. Nó chạy chút xíu vậy thôi. Không chứ phải nó không bị ảnh hưởng chơi, gì cái chậu hết. Dạ. Tại vì cô chú anh chị thông cảm là cũng nhờ anh Khánh báo tiếp con về cho cô chú, tại vì nhiều khi mà đồ con báo lành á, đến nơi rồi. Mà cô chú anh chị nào có sức mẻ, cô chú anh chị trả lại cho con á, thì cái phần thiệt cái gì con lên con cố gắng báo kỹ cho quý cô chú. Dạ. Rồi, cái đó là không đáng kể cô chú ơi. Dạ. Những đây nó cũng có những cái vệt vậy đó. Dạ. Đó. Thì ở giữa cái thân chậu thì không phải là đường nứt. Dạ. Đó. Rồi, cái này giá nhiêu đây em ơi? Cái này cũng báo giá là 3.6 triệu. 3.6 triệu ha. Dạ. Một cái chậu rồng 7. Cái mã số 2. Mẫu số 2. Dạ. 3.6 triệu. Đó. Rồi, đổi luôn em ơi. Cái màu sắc nhìn rất là sặc sỡ của chú. Buổi tối nhìn rõ nét ha. Cái này cũng là rồng 6 luôn quý cô chú ơi. Chậu dạ. Lớn ha. Đây là cái rồng lớn không ha. Dạ. Đây cũng là một cái chậu rồng 6. Đó. Rồi. Chậu này nhìn khá là dày ha cô chú. Dạ. Này... chậu này dày lắm. Chậu này rất cốt dày. Đó. Cái con rồng đắp cũng dày. Cái này lành luôn ha em hay dạ, sao? Dạ, cái này lành luôn. Lành luôn ha cô chú. Để con coi. Không nứt không tóc vậy chứ hả? Dạ. Đây nó có chỗ này nè. Đây. Nó bị lát ở dưới. Nó lát miếng men chút xíu ở đây thôi. Rồi. Dạ. Giờ mình trồng cây rồi mình bưng bê hết cô chú. Ở phía dưới này thì nó cũng phải dạ. Theo thời gian nó cũng phải bị chút đỉnh cái này kia. Lên khóm đồng. Chậu này cũng là rồng dễ luôn. Chậu này nhìn khá là lực ha, khá chắc dạ. Ha. Chỗ này nữa nè. Mặc dù cái màu sắc nó không chỗ bằng. Chỗ này nó lát miếng men chút xíu nữa. Dưới cái điểm này. Đó. Nó bị nẻ lò đây. Nhưng mà mấy cái điểm này thì con chỉ quý cô chú, nếu mà quý cô chú anh chị nào có nhận hàng á theo những cái điểm này con báo á, thì nếu mà đúng quý cô chú anh chị nhận giùm con. Dạ. Thì con cố gắng báo kỹ chút xíu. Rồi. Chứ nó không ảnh hưởng gì tới cái chậu hết. Cái này nhìn nó không sặc sỡ bằng hai kia ha, nhưng dạ. Mà nhìn nó rất là chắc chắn, rất là dạ. Già. Nhìn cái tuổi nó cô chú, nhìn. Rồi. Đó, cô chú thấy nè. Đó. Con xin đo cái chậu này là phủ bì nó là 72. 72 ha. Đây. Lọt lòng của nó được là 59. 59. Dạ. Đó. Cái sâu lòng của nó là 36. Dạ. Thoát nước thì đây, người ta có phay mấy cái lỗ này lỗ thoát nước cho mình luôn. Thoát rồi. Nước bự. Dạ. Cái này phay cũng công phu ha. Dạ, tức phay là rất là tròn mà không có tròn. Bị nẻ gì hết chứ. Không mẻ. Dạ. Cái này là lỗ thoát nước zin của nó nè. Rồi. Nó có nhí xíu à. Cái chỗ này nè, cái cốt đáy nó dày lên tới gần 3 cm đó. Rồi. Dạ. Nó dày vậy đó. 3 cm. Dạ. Chậu lành ha, miệng dạ. Rồi là không có bị gì chứ ha. Dạ đúng rồi. Đó, miệng này là nó như nó thời gian đó ha, nó dạ. Nó chuyển màu ha, khá là đẹp cô chú. Nó rất hồi bóng loáng. Rồi. Đó. Cái mẫu chậu rồng số 3 này con xin báo giá cho quý cô chú anh chị là giá là 3.3 triệu. 3.3 triệu. Dạ. Rồi, cũng bao ship 200 km ha. Dạ. Cô chú anh chị nào ở xa thì cứ thương lượng với con thêm một chút ít thôi để rồi. Con gửi chậu. Đóng cái này thì cũng phải rất là kỹ ha. Dạ. Rồi đổi luôn sang ha. Dạ dạ. Chủ yếu là chậu chiếc này là bán giao lưu là đường xá xa xôi á quý cô chú. Nó dễ bị đổ vỡ bể đó quý cô chú ơi. Rồi. Một những cái mẫu chậu rồng lớn thôi chú. Này mình vô những cái cây bonsai lớn ha, rất là đẹp luôn. Dạ rồi. Đây là một cái chậu cũng chậu rồng ha. Chậu này rồng. Chậu rồng
gồng này gồng đuổi của cô chú ơi. Gồng đuổi. Dạ. Gồng đuổi, gồng dí ha. Dạ. Đây. Đây. Cái hai màu con này là màu gì em? Màu màu, màu giống như màu da lu. Màu da lu. Dạ. Nó màu nâu đen đó cô chú. Dạ. Nhưng mà một cái màu nâu đen. Đó, hai con đuổi nha. Gồng mà con gồng vẽ bự lắm. Rồi. Gồng như là gồng này gồng dãy ha. Dạ. Dãy rất là nổi. Rồi. Trên miệng thì có hoa văn ha. Dạ. Cái vành nè. Nó có bị lát cái này. Lát vành. Bị lát. Dạ. Đây. Còn chậu là cái mặt trên tương đối là gọi là chậu lành. Đó, nó bị lát cái này. Ngoài cái bị lát ra dạ, là không có nứt, không có cái, gì cái chứ. Cái điểm này là nó găng men theo thời gian này quý cô chú. Đó, nó găng đều hết một cái dưới luôn. Rồi. Là nó găng dài lên đây luôn nè. Chứ không phải là nó nứt vô mình da đập. Rồi. Dạ. Đó. Găng men ha. Dạ. Đó. Cái chậu này cũng to to à. Rồi cho thông số luôn em ơi. Củ bì nó được là 69. Củ bì 69 nè. Lọt lòng nó được là 55. 55. Dạ. Cũng khá lớn ha cô chú. Dạ chậu rồi. Này thấy cái miệng nó cũng dày lắm. Chậu này con mã số 4. Con bán với giá là 1 triệu 9. Dạ. 1 triệu 9 ha. Chậu rồng dí. Dạ. Rồng đuổi cô chú. À, cái rồng vẫy ha. Vậy cũng là dòng viên ngoài xưa. Dạ. Rồi. Cái mã số 4 nha quý cô chú. Số 4. 1 triệu 9. Rồi đổi luôn em ơi. Dạ. Rồi em tới chụp. Rồi. Mẫu này là mẫu tai bèo. Số 5. Dạ mẫu số 5. Là một cái tai bèo nhỏ nhỏ ha. Lọc sắt. Dạ. Sắc. Chậu này chậu lá thiêu. Chậu lành luôn ha sao? Dạ. Cái này. Nó bị lát chỗ này nè. Rồi bị lát. Còn con nguyên chậu thì tổng thể là chậu lành. Dạ, không bị găng nứt ở đâu hết. Rồi. Bữa nay mình không có cái đồ gõ ha. Dạ. Mình gõ sợ người ta mất ngủ hay sao. Rồi. Dạ. Buổi tối cô chú ơi. Tai bèo này cũng là gọi là size tầm trung mà gần là size bự đúng không cô chú? Tai bèo nó không có bự ha em. Dạ. Nó không có bự giống như mấy chậu gồng hả? Dạ nó có nhưng mà nó số lượng nó giới hạn. Rồi. Còn thường thường là tai bèo từ đây hoặc là nhỏ hơn chút. Tai bèo độc sắc ở trong này là do nước mưa hả cô chú? Dạ. Cái này nó được là 35. 35. 35. Rồi. Lọt lòng của nó được là 26. Rồi. Này nó sâu lòng nó được là 20. Rồi. Dạ. Đảm bảo là trong này là lành lặn hết. Đấy. Trơn ha. Toàn găng, bộ. Găng men như ngọc vậy đó. Rồi, găng men. Dạ. Cái đáy là không có gì hết. Chậu lá thiêu. Đâu đâu em dừng rồi đây cho cô chú thấy rõ ha cái găng men ha. Đây thì buổi tối mình dạ, những cái chi tiết nhỏ thế mình không có rõ được cô chú đây. À, dạ. Cái đáy vô chậu tai bèo ha. Dạ. Cái đít nó giống như trái bí vậy ha. Dạ. Cái phía dưới phần dưới nè cô chú, tai bèo độc sắc, cái mẫu này xanh rất là đẹp. Cái mẫu này con bán 1 triệu rưỡi. Rồi, 1 triệu. Dạ. Rưỡi ha. Con bao ship toàn quốc. Cái mẫu này nó nhỏ gọn. Cái này mình vô lan được. Dạ. Cũng đẹp ha em. Dạ. Vô lan hay cây bonsai cho nhỏ mình để trưng trước ban công của mình á, nhìn nó cũng đẹp lắm. Rồi, 1 dạ, triệu mấy em? 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi ha. Dạ. Mẫu số 5, tai bèo độc sắc, lá thiêu. Rồi, đổi luôn. Dạ. Xem coi. Tiếp theo là cái gì đây? Đây. Một cái chậu. Chậu này là chậu gì em? Cái hàng này thì con cũng đã bán hết một cái rồi. Rồi tiếp theo đây là cái này con sưu tầm lại. Dạ. Rồi mẫu này là kêu bằng mẫu gì? Long Phụng Hoàng Minh. Long Phụng Hoàng Minh hả? Dạ. Chậu này chậu lái thiêu. Lái thiêu. Dạ. Hàng này là hàng sưu tầm chia sẻ nha quý cô chú. Hàng Hoàng này không phải là hàng đại trà nha cô chú. Cái đó thì cô chú tìm hiểu giúp con ấy. Dạ đó. Đó hai mặt bộm chậu. Có hai mặt bộm chậu dáng thống cao. Đó. To hai bên là hai con phụng, một con phụng một con gồng. Một con gồng ha. Dạ. Đây, con phụng này cô chú. Đó. Chậu này thì lành không em hay sao?
Và chậu này nó có một điểm trên đây chút xíu, nhưng mà chút xíu đây con gọi cho. Rồi cho kích thước đây ha, cái mình dạ. Cái này. Chậu này là hàng khó tìm nha quý cô chú. Hàng sưu tầm ha. Hàng sưu tầm. Long Phụng Hoàng Minh ha dạ. Cô chú, hay là Long Phụng Hòa Minh? Hoàng Minh. Hoàng Minh ha. Dạ. Nó là phủ bì đó là 63. Phủ bì 63. Gọt lòng nó được là 54. Dạ. Miệng dành tím nha quý cô chú. Đặc biệt cái này là dáng thống nó sâu lòng dữ lắm. Nó sâu lòng được là 44 dạ. Đây trong này thì sao đây? Nó có bị cái điểm này nó hơi nặng chút xíu. Đây là cái đường này, đường tóc. Đường tóc dạ. Nó rất là nhỏ. Rồi. Nhỏ xíu luôn. Đó, cái ngón tay con nè. Rồi. Nè cô chú anh chị nhìn cái vạch thước nè. Cái nhìn gì vạch thước với nó nè. Rồi một đường nó tóc. Nhỏ xíu rồi. Rất là nhỏ ha. Dạ. Nhưng mà nó tóc tới đây nè. Đó. Đó. Rồi nó tóc kéo tới đó. Dạ, âm thanh thì còn chắc chắn. Rồi. Bên đây. Dạ. Bên đây thì những cái đường này là đường gì đây? Cái đường này là đường nẻ lò. Nẻ lò dạ, ha, chứ không phải bị nứt không? Đây, cái mặt này cô chú anh chị nhìn xem nè. Nè, đây nó hơi khuyết vô chút xíu thôi chứ không bị găng nứt gì ở ngoài đây nè. Đây đây. Rõ luôn. Nó bị khuyết vô chút xíu dạ. Đó. Bên đây cũng vậy nè, cái đầu này cũng vậy nè. Đó, nguyên cái dòng mình luôn. Là tức là nó sẽ găng qua tới bên đây nè. Rồi. Dạ. Tức là nhưng mà nó không có găng. Nó vô ở trong này. Dạ. Đây nè cô chú. Mình nhìn thấy như nứt vậy ha, nhưng mà không phải ha cô chú. Không phải. Rồi. Dạ. Lỗ thốt nước thì có 3-4 lỗ ha, dạ. 4-5 lỗ là. Nó xung quanh cái chậu dạ. 4-5 lỗ là. Đó. Miệng tím. Long Phụng Hoàng Minh. Dạ. Đây đây con phụng ha cô chú. Đây là con phụng. Đây là cái bợm. Đây là con rồng nè. Chung là con rồng. Nhìn rất là sắc ha. Chậu này khoảng bao nhiêu năm em? Theo mình dạ. biết á. Cái chậu này khoảng 67 6 đến 70 năm. Rồi, dạ. 6 đầu đến 70 lá tiêu miệng bằng. Miệng tím luôn. Rồi miệng dạ. bằng miệng tím. Trên này thì nó có những cái hoa văn này ha cô chú. Hàng này là mình không có sợ, ít khi nào mình cái gặp này mà... là cái gì em? Cái nó bị cái vệt đây nè. Dạ dạ, nó giống như là nó ngày trước nó bị dính á. Hai cái để cặp bên nhau á. Nó cái rồi này nó không phải bị chày gì dạ. ha cô chú. Đó, tức là lúc mà chắc cái sơn đó ha. Dạ. Lúc là nung á, cả nhau hay sao đó. Đó, cái mặt bợm đồ sư tử nè. Cô chú anh chị nhìn cái nước men nè, nó già lắm à. Những cái đặc điểm nhỏ nhỏ đó có khi lại hay cô chú dạ. Nó giúp mình nhận biết cái chậu là của mình luôn ha. Không rồi. Có lẫn ở đâu ha. Cái này thì nó bị nhâm nhâm, cái này là cái bị chạy chạy gì đây em. Dạ. Nó bị nhâm nhâm nó, cái này cũng nhâm nhâm đi nè. Nó do cái này là do ở ngoài da đập vô nè. Rồi. Dạ. Nó nhâm nhâm. Theo thời gian thì nó cũng dạ. có bị một vài cái lỗ nhỏ nhỏ vậy đó cô chú. Tức là mình để vô cây đồ này nọ ha. Dạ, con rồng mình di chuyển đồ này nọ. Dạ. Đấy. Dạ. Đó. Rất là công phu ha. Rồi, chậu này là chậu cuối cùng. Thì con xin báo giá qua điện thoại. Thì cái chậu này cũng không có đáng giá bao nhiêu. Nhưng mà con xin muốn giữ lại. Nếu mà cô chú anh chị nào có yêu thích á, thì cứ gọi điện thoại cho con. Dạ. Rồi. Đặc biệt với cái chậu này ha. Dạ. Là cô chú có yêu thích thì trực tiếp gọi cho Sang ha. Dạ. Rồi, số điện thoại con có để trên màn hình ha cô chú. Dạ. Rồi, cũng thì, là cái cuối cùng luôn ha. Dạ, cũng là cuối cuối cùng. Con xin kính chào và cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip. Kính dạ. chúc sức khỏe quý cô chú anh chị thật là nhiều dồi dào sức khỏe. Dạ, con Sang xin kính chào. Rồi, con rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh, theo dõi clip. Nếu chưa có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ con hát cô chú. Con xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.